Bài tiếp theo từ câu 186 đến câu 190. Bài này có 3 đoạn văn, chúng ta nhìn sơ qua trước nha em. Đoạn số 1 là một cái email, phải không nào? Có to là gửi đến ai nè, from gửi từ ai và ký tên. Bài số 2 cũng là một cái email luôn, có to, from và ký tên. Bài số 3 là một cái bài đọc liền như thế này thì rất có khả năng là một cái mẫu báo hay em ha. Rồi câu 186, what is stated, điều gì được nêu về Mr. Husband? Vậy từ khóa chính là từ Mr. Husband, phải không nào? Đọc đáp án trước nha em, câu A. Ông ta đó thì currently, hiện tại đang sống cùng với một cái roommate là bạn cùng phòng. Câu B, ông ta thì sẽ unavailable, không có sẵn vào tháng 11, không có sẵn nghĩa là không có rảnh thêm. Câu C, ông ta đã gặp bà Beezer tại văn phòng của bà ấy. Câu D, ông ta recently, gần đây thì được thuê như là một cái journalist, là nhà báo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dò xem chỗ nào nói về husband. Thường câu đầu tiên sẽ thuộc bài đọc đầu tiên, chúng ta dò bài đọc đầu tiên trước nha. Bài đọc đầu tiên có ông husband không em? Có phải không nào? Ông ta ký tên nè. Vậy cái email này được viết bởi ông husband ha. Rồi bây giờ cùng dò với cô từ đầu luôn nha. Dear Miss Beezer, bà Beezer thân mến, vậy cái email này gửi đến bà Beezer nha em. Cảm ơn vì đã take the time, dành thời gian nói chuyện với tôi trên điện thoại ngày hôm qua. As I mentioned, như tôi đã đề cập thì tôi đang tìm kiếm một cái apartment là căn hộ ở cái khu vực là Lakeview với một cái lease là hợp đồng cho thuê đó em, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12. Cũng chưa có đáp án phải không em? Có nghĩa là đề cập là đã nói chuyện với bà Beezer thôi, chứ không có gặp bà ta ở cái văn phòng ha. Rồi tiếp nào. My current apartment, cái căn hộ hiện tại của tôi thì thấp xấp xỉ là 1.200 feet vuông. Và tôi cần một cái chỗ rộng hơn với ít nhất là 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Đọc đến đây cũng chưa ra đáp án phải không em? Tại vì trong cái đáp án nó có là hiện tại thì ông ta đang ở chung với lại một người bạn cùng phòng, phải không? Nhưng mà chỗ này không có đề cập đến ha, vậy mà dịch tiếp thôi. I would also, tôi cũng sẽ thích một cái apartment, một cái căn hộ mà nó được tọa lạc ở first floor là tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai. Và nó có một cái gì em? Một cái aside parking space là một cái chỗ đậu xe được ấn định. Rồi, cũng chưa ra đáp án phải không em? Mình đọc tiếp nha. I will be out of town. Tôi sẽ ra khỏi cái thị trấn on business để mà công tác for all November, cho cả cái tháng 11 luôn. Khi đọc đến đây thì có cái tháng 11 này em, có một cái đáp án là tháng 11. Đáp án là câu gì vậy em? Câu B thế em, đọc kỹ lại câu B nè. Ông ta sẽ unavailable, không có sẵn hay là không có rảnh vào tháng 11. À vậy đúng không em? Tháng 11 ông ta đi công tác cả tháng luôn. Vậy có nghĩa là ông ta không rảnh rồi. Vậy đáp án chính là câu B ha. Câu 187, which feature, cái đặc điểm nào của Lawrence Tower Unit mà nó không có meet, đáp ứng được cái requirements, yêu cầu của ông husband? Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Lawrence Tower Unit, phải không? Và gì nữa? Requirements, yêu cầu của ông husband ha. Rồi bây giờ mình đọc đáp án trước đi em. Câu A, floor number, số tầng. Câu B, điều kiện liên quan đến parking là đậu xe đó em. Câu C, cái số là phòng ngủ ha. Câu D, mình có từ square footage. Square là vuông, vuông trong mét vuông rồi đó em ha. Footage là danh từ của cái tên này nè em, foot. Mình có từ foot có nghĩa là cái đơn vị đo lường ở bên nước ngoài người ta dùng đó em. Thay vì dùng mình dùng mét, km thì người ta dùng foot ha. Vậy có nghĩa là cái số foot vuông đó em, hay còn gọi là diện tích ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Lawrence Tower Unit nằm ở đâu và yêu cầu của ông husband là gì. Lúc này chúng ta có dò bài số 1, dò yêu cầu của ông husband, em còn nhớ không? Mình dò lại cái đoạn đó nha. Rồi có phải là từ chỗ này phải không em? My current apartment, cái căn hộ hiện tại của tôi đó thì sắp xỉ là 1.200 feet vuông và tôi cần một cái nơi lớn hơn, phải không? Lớn hơn 1.200 feet vuông ha. Và ít nhất là 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Phải có 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm nè. Larger, lớn hơn 1.200 feet vuông, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phải không? Rồi tôi cũng thích một cái căn hộ mà nó ở first hoặc là second floor, ở tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai. Rồi có cái gì nữa em? Aside parking space là cái chỗ đầu xe được ấn định, phải không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Lawrence Tower Unit nằm ở đâu ha? Nằm ở bài số mấy vậy em? À bài số 2, phải không nào? Bài số 2 có những cái location, địa điểm nè. Thì trong đó có Lawrence Tower. Bây giờ em xem Lawrence Tower đáp ứng được những cái điều kiện gì? 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có trong yêu cầu của ông ta, phải không? Rồi cái tầng số 2 có không em? Có, lúc nãy mình dò là tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai, phải không nào? Rồi cái kích cỡ là 1.300 feet vuông, được không? Được, tại vì ông ta cần lớn hơn bao nhiêu em? 1.200 feet vuông, phải không nào? Rồi street parking only, chỉ có đổ xe ở đường thôi, ở ngoài đường thôi. Vậy thì được không?
Không, em xem nè, cái yêu cầu của ông ta là gì? Phải có assign parking space, cái chỗ đậu xe được ấn định cho cái chỗ đó luôn. Mà cái chỗ này nó yêu cầu á là street parking, đỗ xe ở ngoài đường. Vậy thì đâu có phù hợp với yêu cầu của ông ta đâu, phải không nào? Vậy thì đáp án liên quan đến parking là câu nào em? À, câu B, phải không nào? Vậy câu 187 đáp án là câu B, parking conditions, điều kiện liên quan đến việc đỗ xe hai em ha. Câu 188, which property, cái bất động sản nào? Mình có từ property có nghĩa là bất động sản nói chung đó em. Bất động sản có thể là những cái mảnh đất, hay là phòng ốc, hay là tòa nhà, hay là nhà cửa, hay là căn hộ. Nói chung là những cái đó thì người ta gọi là bất động sản, property nói chung ha. Và trong ngữ cảnh này thì đang nói về căn hộ, cho nên cô dịch property là căn hộ, được không nào? Rồi, cái căn hộ nào đó thì không nằm trong vùng Lakeview. Vậy từ khóa chính là từ gì em? Lakeview, phải không nào? Rồi, đáp án là những cái tên của các căn hộ. Phải không em? Bây giờ chúng ta phải xác định câu này, chúng ta phải dò bài đọc số mấy. Tên của các căn hộ thì nằm ở bài số mấy em? Bài số 2, phải không nào? Lúc nãy chúng ta thấy rồi, đây nè, tên của các căn hộ. Nhưng cái từ Lakeview á, thì lại nằm ở bài số mấy em? Lakeview thì lại nằm đến ở bài số 1, phải không? Lúc nãy chúng ta có dò qua đó, nó nằm ở đây nè. Thì bây giờ chúng ta đọc lại cái câu này nha. As I mentioned, như tôi đã đề cập đó, thì tôi đang tìm kiếm một cái căn hộ ở trong vùng Lakeview. Vậy thì cái vùng Lakeview là cái vùng mà ông ta muốn, cái căn hộ mà ông ta đang tìm kiếm nằm trong đó ha, cái khu vực mà ông ta mong muốn, được không nào? Rồi, vậy thì bây giờ em nhìn xuống coi đáp án những cái căn hộ này á, thì có cái căn hộ nào mà nó nói đến là nó nằm trong ở vùng Lakeview và cái nào không nằm trong không? Em coi mô tả thử xem. Căn hộ thứ nhất, không có mô tả phải không nào? Căn hộ thứ hai, cũng không có mô tả vị trí luôn. Căn hộ thứ ba, cũng không có mô tả vị trí luôn. Căn hộ thứ tư, cũng không có mô tả vị trí luôn. Bây giờ chúng ta thử dò ở phía trên nha. Tại vì cái khúc ở phía trên chúng ta chưa dò nè. Mình đọc nào. À, cảm ơn. Cái thư yêu cầu thông tin gần đây của bạn liên quan đến cái apartments, những cái căn hộ có sẵn. Tôi có 4 cái bất động sản, 4 cái căn hộ đó em. Mà tôi nghĩ rằng nó sẽ work với bạn, là sẽ phù hợp với bạn. Ở bên dưới là danh sách những cái thông tin cơ bản về mỗi cái. Có một cái đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của bạn luôn. Trong khi đó thì những cái còn lại đó thì đáp ứng được một số cái aspect là khía cạnh mà bạn yêu cầu. Tất cả ngoại trừ một cái thì nằm trong cái khu vực mà bạn mong muốn. Ok, ở đây mình có từ desire neighborhood. Khu vực bạn mong muốn là khu vực nào vậy em? À, chính là Lakeview phải không? Lakeview. Và em đọc kỹ lại cái câu này, nó là gì? Tất cả luôn ngoại trừ một cái thì nằm trong cái khu vực mong muốn của bạn. Có nghĩa là sao? Tất cả đều nằm trong cái khu vực mong muốn là Lakeview. Chỉ có ngoại trừ một cái là không nằm trong cái khu vực mong muốn thôi, được không em? Mà mình đâu có biết cái khu vực cái mà ngoại trừ này nè là cái nào đâu. Mình đọc thử tiếp xem có nói hay không nha. I included, tôi đã đính kèm nó. Đính kèm nó là đính kèm cái gì vậy em? À, là cái except one á ha, đính kèm cái ngoại trừ đó mà nó không nằm trong cái Lakeview á. Tôi đính kèm nó trong danh sách bởi vì nó là cái căn hộ duy nhất đã undergo, trải qua toàn bộ cái tân trang gần đây. Vậy có nghĩa là ông ta đưa cái nó vào danh sách bởi vì nó được trải qua tân trang. Nó vừa mới trải qua tân trang hết toàn bộ luôn. Mặc dù nó không nằm trong Lakeview, em hiểu không? Nhưng lợi thế nó là được tân trang cho nên ông ta mới đưa vào danh sách. Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem cái nào mà nó được tân trang thì đó chính là đáp án, phải không em? Bây giờ em dò lại coi 4 cái căn hộ có cái nào được tân trang hay không. Cái thứ nhất, không có nói đến việc tân trang, phải không em? Cái thứ hai, Peterson Residence, cũng không có luôn. Cái thứ ba, Lawrence Tower, không có đến việc tân trang luôn em. Cái thứ tư, Sunnyside Apartments, không có luôn. Nhưng nó có cái từ gì em? New Appliance. New Appliance là những cái thiết bị mới, phải không? À, khi một cái gì đó trải qua tân trang thì nó sẽ có những cái thiết bị mới, phải không nào? Vì đáp án rất có khả năng là từ Sunnyside Apartments, vì chỉ có cái căn hộ này nó có dấu hiệu là mới thôi. Hoặc em có thể dò tiếp bài số 3 xem có cái từ renovation hay không. Có phải không nào? Dòng thứ nhất đã có luôn rồi nè, em đọc coi. The renovation of Sunnyside Apartments. Vậy thì đáp án của mình chắc chắn là câu gì rồi em? À, câu đi, phải không nào? Là cái mà nó không nằm trong khu vực Lakeview, nhưng người ta đưa vào danh sách cho ông husband lựa chọn là bởi vì nó đã trải qua tân trang ha. Đáp án là câu đi. Câu 189, in the article, ở trong cái bài báo đó. Bài báo là bài số mấy em? Bài số 3 ha. Thì cái từ running ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ gì nhất? Rồi, bây giờ em xem đáp án trước nha. Operate là vận hành hay là hoạt động nè. Câu B, leave, rời khỏi. Câu C, lack là thiếu. Câu D, race, có nghĩa là chạy đua hay là thi đua. Vậy bây giờ chúng ta tìm cái từ running thử nha. Rồi, bây giờ em xem nè. Running đoạn 1 dòng 3. 1, 2, 3. Nằm ở đây, phải không em? Mình đọc câu này nha. Ông Robert Curran, cái người đã run cái apartment complex, cái khu căn hộ được sao em? The past two decades.
hai thập niên qua. Cô nói lại ha, cái ông Robert Curran, cái người đã run cái khu căn hộ được hai thập niên qua, thì muốn tân trang hoàn toàn cái tòa nhà. Ok, vậy thì run cái khu căn hộ là gì em? À, đáp án là câu A, phải không nào? Là vận hành á, vận hành á, hoạt động cái khu căn hộ ha. Còn rời khỏi là đâu có được. À, cái người đã rời khỏi hai thập niên qua rồi thì sao mà muốn tân trang hoàn toàn nó, phải không? À, thiếu cũng không được, mà chạy đua thì cũng không được ha. Chỉ có thể là câu A thôi, có nghĩa là vận hành đó em. Cứ dịch lại cả câu để em xem nha. Rồi nó nói là gì nè? Ông Robert Curran, cái người đã vận hành cái khu căn hộ được hai thập niên qua đó, thì muốn renovate, tân trang completely, hoàn toàn cái tòa nhà luôn, cái building, cái tòa nhà luôn, được không nào? Rồi bây giờ vậy đáp án là câu A ha. Câu 190, what did some, một vài renters, người thuê của ông Mr. Curran á, đã làm gì, phải không nào? Vậy từ khóa chính là từ gì em? Renters. Mình đọc đáp án trước nha câu A. Ask, yêu cầu để mà extend, kéo dài cái thời hạn cho thuê ra. Câu B, giúp đỡ refurbish cái tòa nhà. Refurbish là gì mình không biết, mình cứ để đó ha. Câu C, spoke to, để nói chuyện với lại reporter, là phóng viên của một cái tờ báo. Câu D, volunteer, tình nguyện tại một cái trung tâm cộng đồng. Vậy bây giờ em xem nè, mình dò cái renters nằm ở đâu. Câu 190 là câu cuối cùng rồi, thì mình dò đoạn cuối cùng, mình dò tiếp chỗ lúc nãy thêm coi có renter hay không. Dò tiếp nào. À, có từ tenants nè em. Tenants là người thuê luôn đó, vậy có nghĩa là nó bằng với từ renters. Mình đọc lại câu này một lần nữa nha. Rồi, Mr. Robert Curran, ông Curran á, cái người đã vận hành cái khu apartment, căn hộ này nè, trong sao em, 2 decades, trong 2 thập niên qua đó, thì muốn tân trang hoàn toàn cái tòa nhà mà không có displace, là đổi chỗ, di dời bất kỳ cái người thuê nào ha. Cũng chưa nói đến chuyện là người thuê phải làm gì hết, mình dịch tiếp đi em. As it turns out, khi mà nó xảy ra đó, thì một vài người trong số họ, phải một vài người trong số họ, có nghĩa là một vài người trong số những tenants, người thuê, phải không? Đã làm gì em? Đã thật sự volunteer, tình nguyện cống hiến cái thời gian của họ để mà giúp ông Curran trong cái việc gì đây? Renovation, tân trang. À, ví dụ như là sơn sửa, phải không nào? Vậy thì những người này đã làm gì vậy em? À, đã giúp ông Curran làm những cái công việc renovation work, phải không nào? Và bây giờ đáp án là câu nào vậy em? Câu A phải không? Kéo dài, yêu cầu kéo dài cái thời hạn cho thuê. Không phải rồi, hợp đồng cho thuê không phải ha. Không có liên quan. Câu B, giúp refurbish building. Cũng có giúp đỡ này em, cũng có liên quan đến building này, nhưng mà không biết từ refurbish là gì. Mình giờ tiếp câu C đi. Đã nói chuyện với một cái phóng viên báo chí là không có đề cập, phải không? Rồi tiếp, đã tình nguyện, có từ tình nguyện, nhưng mà tình nguyện giúp đỡ cho ông ta tân trang cái tòa nhà, cái đâu có tình nguyện ở một cái trung tâm cộng đồng gì đâu, phải không em? Vậy mình suy luận ra đáp án chỉ có thể là câu gì thôi? Đáp án chỉ có thể là câu B thôi hai em ha. Thật ra cái từ refurbish á, nó có nghĩa là tân trang đó em, đồng nghĩa với từ renovate. Refurbish là tân trang, tân trang, refurbish. Vậy câu B có nghĩa là giúp đỡ tân trang cái tòa nhà, được không nào? Giúp đỡ tân trang ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ quan trọng được highlight các em nha. Bài đầu tiên nào, bài đầu tiên là một cái email gửi đến cho bà Bizard, gửi từ husband. Chủ đề là cái property, là cái bất động sản đem, và chỗ này là căn hộ ha. Rental là cho thuê. Ngày gửi email là ngày 12 tháng 10. Dear Miss Bizard, bà Bizard thân mến, thank you, cảm ơn bạn vì đã take the time. Mình có cái cụm là take the time, có nghĩa là dành thời gian để làm gì đó nha em. Và chỗ này có nghĩa là cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để mà nói chuyện với tôi trên điện thoại, có nghĩa là nói chuyện điện thoại với tôi đó em. Yesterday, ngày hôm qua. As I mentioned, như tôi đã đề cập, mình có từ mention, có nghĩa là đề cập nha em. Đề cập ha. Như tôi đã đề cập á, thì I am looking for, tôi đang tìm kiếm một cái apartment, là một cái căn hộ ở cái neighborhood, cái khu vực Lakeview, với một cái a lease, là hợp đồng cho thuê đó em. Ha, với một cái hợp đồng cho thuê. Với một cái hợp đồng cho thuê, một cái hợp đồng thuê sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 12. My current apartment, cái apartment, cái căn hộ hiện tại của tôi đó, thì approximately, mình có từ approximately có nghĩa là xấp xỉ hay là khoảng nha em. Thì xấp xỉ là 1.200 feet vuông. Feet là một cái đơn vị đo lường ở bên nước ngoài ha. Thì ở bên mình có mét, km, thì bên đó có feet. I need a larger place. Tôi cần một cái nơi nó rộng hơn, với at least, ít nhất là 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. I would also prefer, tôi cũng sẽ thích một cái apartment, là căn hộ mà nó locate, tọa lạc ở the first
or the second floor, có nghĩa là ở cái tầng thứ nhất hay là tầng thứ hai, và có một cái assigned parking space. Mình có parking space có nghĩa là chỗ đậu xe, khu vực đậu xe đó em. Assigned có nghĩa là chỉ định hay là ấn định. Chỗ này là ấn định đó em ha. Có một cái khu vực, có một cái chỗ đậu xe được ấn định luôn. Có nghĩa là không có phải đi ra bên ngoài để thuê chỗ giữ xe nha em nha, chỗ đậu xe. Rồi xuống dưới lần nào mình có cái từ là out of town, có nghĩa là đi ra khỏi thị trấn đó em. Tôi sẽ ra khỏi thị trấn on business, là công tác đó. Công tác ha, on business, công tác. Tôi sẽ ra khỏi thị trấn để mà công tác all November, suốt cả tháng 11 luôn. Vì thế tôi hope, hy vọng là sẽ xem được một số cái căn hộ vào tháng này hay em ha. My schedule, mình có từ schedule có nghĩa là lịch trình đó em, lịch trình nha. Cái lịch trình của tôi thì fairly là khá. Khá ha, nó bằng với từ quite em. Khá. Thì khá là flexible, mình có từ flexible có nghĩa là linh động nha em ha, linh động ha. Linh động. Cái lịch trình của tôi thì khá là linh động since, bởi vì tôi làm việc từ nhà, có nghĩa là tôi làm việc ở nhà đó em. As như là một cái journalist, là nhà báo nè. Freelance có nghĩa là nghề tự do đó em. Tự do ha, nghề tự do. Là không có bị ràng buộc bởi một cái công ty hay là một cái tổ chức nào hết. Freelance là tự do em ha. Vậy freelance journalist là một cái nhà báo tự do, được không nào? Rồi, vui lòng let me know, cho tôi biết rằng what times, những cái giờ hay là cái ngày nào mà nó work best, nó phù hợp nhất với bạn, được không nào? Rồi, xuống dưới luôn em nha, cái email thứ hai. Email thứ hai là gửi đến cho ông husband, gửi từ bà Bizard. Chủ đề là rental property, trả lời lại cái việc căn hộ cho thuê, phải không nào? Ngày là ngày 15 tháng 10. Mr. Husband, thank you, cảm ơn vì cái inquiry, có nghĩa là thư yêu cầu thông tin đó em. Thư yêu cầu thông tin hay là cái sự yêu cầu thông tin ha. Cảm ơn vì cái thư yêu cầu thông tin, cái email yêu cầu thông tin gần đây của bạn. Regarding, liên quan tới apartments, những cái căn hộ available có sẵn để mà cho thuê đó em ha. Rồi, I have 4 properties. Tôi có 4 cái bất động sản. Properties chỗ này là bất động sản đó em, nó giống với cái từ ở trên này nè. Property ở trên là số ít, còn ở dưới là số nhiều ha. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, property có nghĩa là bất động sản. Bất động sản nói chung chung thôi em, nó có thể là đất nè, nhà cửa nè, phòng ốc nè, căn hộ nè, hay là các tòa nhà nè, người ta gọi chung là bất động sản. Trong ngữ cảnh này đang nói về căn hộ thì properties có nghĩa là căn hộ, được không nào? Tôi có 4 cái căn hộ in mind ở trong đầu mà tôi nghĩ rằng nó work, nó phù hợp với bạn. Below, ở bên dưới là một cái list, một cái danh sách của basic information, của những cái thông tin căn bản về mỗi cái căn hộ ha. Rồi có một cái căn hộ thì meets, đáp ứng được tất cả những cái requirements. Mình có từ requirements có nghĩa là yêu cầu nha em, yêu cầu ha. Đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu của bạn, while, trong khi á, the others, những cái còn lại thì chỉ có được a few, một vài cái aspect. Mình có từ aspect có nghĩa là khía cạnh ha, khía cạnh. Khía cạnh. Thì chỉ có được một vài cái khía cạnh hay là cái mặt mà bạn request, là yêu cầu, được không nào? Tất cả, except, là ngoại trừ một cái. Tất cả luôn, ngoại trừ một cái. Thì nó nằm trong cái neighborhood, cái khu vực desire, là mong ước, mong muốn, khao khát đem. Desire là mong muốn hay là khao khát ha. Rồi, tất cả luôn ngoại trừ một cái thì nằm trong cái khu vực mong muốn của bạn. Vậy có nghĩa là ở bên dưới có 4 cái căn hộ này em, thì sẽ có 3 cái là nằm trong cái khu vực mong muốn, và chỉ có ngoại trừ một cái thôi là không nằm trong khu vực mong muốn, được không nào? Cái ý nó là như vậy ha. I included, tôi đã đính kèm nó. Nó có nghĩa là cái khu vực mà không nằm trong khu vực mong muốn đây ha. Tôi đính kèm nó on the list, vào danh sách, bởi vì nó là cái property, cái căn hộ duy nhất đã undergone. Undergone là verb 3 của từ undergo đây. Động từ cột 3 của động từ undergo có nghĩa là trải qua ha. Trải qua. Trải qua cái gì đó. Nó đã trải qua một cái full renovation. Mình có từ renovation có nghĩa là tân trang hay là đổi mới ha. Trải qua một cái sự tân trang toàn diện luôn gần đây. Vậy có nghĩa là mặc dù nó không nằm trong cái khu vực mình ông ta mong muốn, nhưng bởi vì nó đã được tân trang toàn diện, mới mẻ, cho nên là ông này bà Bizard mới đính kèm nó vào cái danh sách cho ông ta lựa chọn ha. Bởi vì nó có một cái lợi thế là nó được renovation. Rồi tiếp, it is a beautiful old building. Đó là một cái tòa nhà cổ rất là xinh đẹp ở cái quận Edgewater, được không nào? Rồi, nếu mà bạn interested in, quan tâm đến một cái touring,
touring có nghĩa là việc tham quan đấy em. Nếu mà bạn quan tâm đến cái việc tham quan một hay là nhiều hơn những cái căn hộ này, thì tôi có thể show them to you. Tôi có thể chỉ cho bạn xem hay là dẫn bạn đi tham quan. Show somebody something hay là show something to somebody có nghĩa là dẫn ai đi tham quan đấy em. Dẫn ai đi xem ha. Dẫn ai đi tham quan. Dẫn đi tham quan hay là dẫn đi xem. Tôi có thể dẫn bạn đi xem hay là đi tham quan vào một cái thời gian nào đó ở tuần tới, phải không nào? Rồi ở dưới đây là bốn cái căn hộ nha em. Location là căn hộ nè. Đây là tên các căn hộ ha. Thì mình đi qua từng cái đi. Căn hộ đầu tiên George Giant là một căn hộ gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm ở tầng thứ nhất, rộng 1.400 feet vuông, có cái khu vực đậu xe được đính kèm. Căn hộ thứ hai là Peterson Residence. Thì căn hộ này có 3 phòng ngủ, 1 phòng tắm, nằm ở tầng số 15 và kích thước là 1.600 feet vuông ha. Nó có cái hệ thống giặt sấy đây em, giặt phơi, giặt sấy ha, ở bên trong cái tầng căn hộ luôn. Rồi tiếp nào, parking, việc đậu xe đó là được tính phí ha, for a fee là được tính phí, đậu xe là phải tính phí ha. Rồi tiếp, Lawrence Tower, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở tầng số 2, 1.300 feet vuông, nhưng mà parking là đậu xe ở ngoài đường ha, và sẽ có vé đậu xe của thành phố được yêu cầu. Rồi tiếp luôn nào, Sunnyside Apartments á, thì có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nằm ở tầng thứ 2, rộng 1.700 feet vuông và có new appliance. Mình có từ appliance có nghĩa là thiết bị nha em, thiết bị ha. Appliance, thiết bị. Có những cái thiết bị mới, parking space, cái chỗ đậu xe đó thì được đính kèm vào luôn, được không nào? Rồi tiếp bài đọc số 3. Bài đọc số 3 em xem nè, đây là một cái mẫu báo ha. Nó nói về việc gì? Sunnyside Apartments, căn hộ Sunnyside đó thì đã có một cái nhìn mới, cái diện mạo mới ha em ha. Rồi được viết bởi Leslie Reed, Chicago, ngày 10 tháng 10. The renovation là gì em? Tân trang ha. Lúc này chúng ta có gặp rồi. Cái việc tân trang, cái sự tân trang của cái căn hộ Sunnyside đó được tọa lạc tại địa chỉ là 123 Wilson Boulevard. Cuối cùng đã được complete là hoàn tất vào tuần trước ha. Cái tòa nhà thì undergo là gì em? Đã trải qua những cái improvement là sự cải thiện, sự cải tiến em. Sự cải thiện hay là cải tiến ha. Improvement. Đã trải qua cái sự cải thiện, cái sự cải tiến trong hơn một năm, được không nào? Ông Robert Curran, cái người mà đã run, mình có từ run chỗ này là vận hành hay là điều hành nha nha. Vận hành, điều hành. Run có nghĩa là chạy, nhưng mà trong cái lĩnh vực kinh tế đó thì nó có nghĩa là vận hành hay là điều hành ha. Chỗ này là cái người đã vận hành cái khu phức hợp, complex là khu phức hợp đó em. Cái khu phức hợp chung cư này nè, được the past two decades. Mình có từ decades có nghĩa là thập niên nha em nha. Một thập niên là 10 năm đó em, thì two decades là 20 năm ha. Đã điều hành cái khu phức hợp căn hộ này được 20 năm qua, được không nào? Rồi, muốn renovate là động từ của từ renovation này nè em. Động từ của renovation ha, có nghĩa là tân trang đó. Thì muốn tân trang hoàn toàn cái building, cái tòa nhà mà không có display. Mình có từ display có nghĩa là đổi chỗ đây, đổi chỗ ha, đổi chỗ. Đổi chỗ. Vậy thì without display có nghĩa là không có đổi chỗ bất kỳ cái tenants. Tenants là người thuê nha em nha, người thuê. Người thuê những cái bất động sản thì người ta dùng từ chuyên ngành là tenants. Rồi, có nghĩa là tân trang nhưng mà không có di dời họ đi chỗ khác, được không? Rồi, as it turns out, khi mà nó được diễn ra đó thì một vài người trong số họ actually thật sự đã volunteer, tình nguyện cống hiến cái thời gian của họ để mà giúp đỡ ông Curran với cái việc renovation, việc tân trang ha. Rồi bao gồm là sơn nè, plumbing, hàng ống nước nè, repair, sửa chữa nè. Ok, the building, cái tòa nhà đó đã transform. Mình có từ transform có nghĩa là biến đổi đây, biến đổi ha, biến đổi. Cái tòa nhà đã biến đổi fully là hoàn toàn, và một vài cái units là cái căn hộ đây, một vài cái căn hộ thì bây giờ đã có sẵn để mà cho thuê luôn. Interested parties. Parties là bên đây, bên A, bên B đó ha. Những cái bên mà quan tâm á thì nên liên hệ với bà Fiona Bizzard tại Wallace Realty, cái văn phòng bất động sản ha, bằng việc gọi đến cái số này, được không nào? Rồi có 186, mình có từ roommate ở câu A. Roommate có nghĩa là người cùng phòng, bạn cùng phòng ha. Roommate, bạn cùng phòng. Rồi, có bên mình có từ unavailable, có nghĩa là không có sẵn hay là không rảnh, thì này mình gặp nhiều rồi ha. Rồi, có 190 mình có từ extend, có nghĩa là kéo dài nha em. Extend là kéo dài ha. Vậy câu A là yêu cầu kéo dài cái hợp đồng cho thuê đó, hợp đồng thuê ha. Có bên mình có từ refurbish.
Refurbish, động từ có nghĩa là tân trang nha em nha, tân trang cái gì đó ha. Refurbish, tân trang. Rồi reporter ở câu C có nghĩa là phóng viên nha em nha, reporter. Phóng viên đó, phóng viên ha. Rồi, vậy câu C có nghĩa là nói chuyện với một phóng viên của một cái tờ báo, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 191 đến câu 195. Bài này cũng có 3 bài đọc, em nhìn sơ qua trước nha. Bài đọc số 1 có thể là một cái mẫu báo hay là một cái mẫu quảng cáo gì đó. Tại vì nó là những cái câu văn liên tục, đoạn văn liên tục, em thấy không? Ok, rồi tiếp. Bài số 2 á, là một cái website nè. Nó đang ở cái mục là Annual Membership Plan, những cái kế hoạch dành cho thành viên hàng năm ha. Rồi, bài số 3 là một cái bài rating, một cái bài đánh giá nè em, ở trên website của họ. Ok, câu 191, what is not true? Cái điều gì thì không có đúng về Wainwright Gallery? Ok, vậy từ khóa chính là từ gì em? Wainwright Gallery, phải không nào? Và đây là dạng câu hỏi loại trừ ha, có not true nè. Đối với dạng câu hỏi loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Có ai? It là nó là Wainwright Gallery đó. Đã add, đã thêm vào một cái session, một cái khu vực để mà exhibit, triển lãm những cái tác phẩm của nghệ sĩ mới. Vậy từ khóa trong câu này là từ gì em? At, session, rồi new artist, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò ha. Câu đầu tiên thì mình dò đoạn đầu trước thôi. Dò đoạn đầu xem có Wainwright Gallery và có add thêm cái khu vực mới để mà cho những cái nghệ sĩ mới hay không ha. Rồi bài đầu tiên nè em. À, bài đầu tiên có Wainwright Gallery luôn nè, phải không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò thêm at, thêm cái khu vực để mà triển lãm cho new artist, mình cùng dò nha. Đoạn số 1 xem có hay không em. À không có nói gì đến việc thêm hết phải không? Nhầm số 2 cũng không có luôn. Nhầm số 3 cũng không có nói luôn phải không nào? Rồi tiếp theo đi em. Đoạn số 2. Đoạn số 2 dòng thứ nhất xem có nói là thêm cái khu vực để triển lãm không? Không có. Dòng số 2 cũng không có phải không nào? Dòng số 3. À dòng số 3 có từ add nè em. Add. Rồi có brand new wing nữa nè. Mình đọc lại câu này nha. Nó nói là gì đây? Từ đầu luôn. In addition to, phải không nào? Đây, từ cái câu này ha. Bên cạnh cái upgrade, cái việc nâng cấp đáng kể cho những cái không gian triển lãm á, và infrastructure, có nghĩa là cái cơ sở hạ tầng IT á, thì cái Wainwright Gallery cũng add thêm một cái khu vực, một cái nhánh mới. À, vậy là có phải không? Thì bây giờ mình đọc tiếp xem cái nhánh mới này có dùng để triển lãm tác phẩm của nghệ sĩ mới nổi hay không nha. Trong khi đó thì cái cánh này nè, có nghĩa là cái cánh brand new đó em. Cái cánh, cái khu vực brand new này nè, được devoted, được dành để mà display, trưng bày những cái work là tác phẩm của emerging artists, của những cái nghệ sĩ emerging. Mình có từ emerge là gì em? Nổi, emerging là đang nổi, của những cái nghệ sĩ đang nổi ha. Mà nghệ sĩ đang nổi thì có phải là new artists không em? À chính xác rồi ha. Vậy mình có nè, emerging artists bằng với new artists. Rồi có gì nữa em? Có at a brand new wing luôn. À, để mà devote to display nè. Vậy thì câu A là có thông tin trong bài đọc phải không em? Rồi câu A đúng ha. Rồi tiếp câu B đi. Nó thì đang offer, cung cấp một cái tour miễn phí cho tất cả những người khách tham quan, tham dự luôn. Vậy thì từ khóa chính là từ nào em? À, tour, free tour phải không? Và gì nữa? All visitors. Thì bây giờ mình dò sử xem chỗ nào có tour nha. Dò lại đoạn số 1 nè. Lúc nãy chúng ta dò qua thì có chỗ nào có tour rồi em? À, đoạn số 1, dòng thứ 3 ở cuối luôn. Có từ tour nè, phải không nào? Rồi mình đọc cái câu này thử nó nói gì đây? À, từ chỗ nào ha? Live music, phải không em? Là nhạc sống, nhạc trực tiếp á, nhạc sống á. Thì sẽ được chơi, có nghĩa là sẽ có cái chương trình trình diễn nhạc sống ha. Ở trong cái khu thương mại, cái trung tâm mua sắm của em của thành phố, ở bên ngoài cái tòa nhà. Và bất kỳ ai mà người đó đã donate, đã quyên góp, đã đóng góp funds, quỹ hỗ trợ cho cái gallery, cái buổi triển lãm á, thì sẽ được mời để tham dự một cái tour. Vậy thì chỉ có những ai mới được mời tham dự tour thôi em. À, là những người mà đã donate funds, đã đóng góp cái quỹ hỗ trợ cho gallery. Còn câu bên đó là gì đây? Cung cấp free tour cho tất cả những người khách tham dự luôn. Có đúng không em? À, câu này là hoàn toàn sai rồi ha. Vậy đáp án chính xác là câu B. Và em thấy nè, thường thường á, cái đáp án sai nó thường có những cái từ all đó em, tất cả. Vậy chúng ta không cần phải dò câu C và câu D nữa nha em nha. Câu 192, what does the web page, cái trang web đó, trang web là bài số 2 phải không em? Mention, đề cập cái điều gì về enthusiast membership? Vậy từ khóa chính là từ enthusiast membership. Mình đọc đáp án nha em nha. Câu A, it is recommended, nó được đề xuất, nó được đề nghị cho những cái nghệ sĩ, họa sĩ emerging đang nổi. Câu B, nó cấp access to, cái quyền truy cập, cái việc đi đến
cái việc xem này em viewing advanced là trước, mình có từ in advance xem là trước đó ha. Nó cấp cái quyền truy cập, cái quyền đi đến việc xem trước những cái exhibits, buổi triển lãm. Câu C, nó includes, bao gồm hay là đính kèm những cái giảm giá tại cái bảo tàng đối tác ha. Câu D, nó phải được trả trên cái cơ sở là hàng tháng, có nghĩa là thu tiền hàng tháng đó em. Rồi bây giờ mình sẽ dò xem bài số 2, enthusiast membership nằm ở đâu nha. Ok, các bạn, nó nằm ở trong cái bảng thứ 3 phải không em? Vị trí thứ 3, enthusiast. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò thử nha. $600 nè, rồi free admission vào cổng miễn phí cho tất cả những cái nơi triển lãm, cho bạn và thêm 2 vị khách nữa, chưa có đáp án tiếp. Giảm giá 20% cho lectures, bài diễn thuyết và những cái hàng hóa tại cửa hàng của bảo tàng. Lúc nãy mình có một cái đáp án là giảm giá đây, mình coi lại giảm giá xem. Đây nè, discounts, nó bao gồm giảm giá tại cái bảo tàng đối tác. Đâu có nói đến giảm giá tại bảo tàng đối tác đâu, phải không em? Giảm giá tại cho bài diễn thuyết và cho cái hàng hóa tại cái cửa hàng mà. Về tiếp nha, priority tickets, cái vé ưu tiên đi đến những cái sự kiện và thiệp mời để mà preview. Preview là xem trước đây, mình có view là xem nè, pre là trước nè, để mà xem trước những cái việc trưng bày. Đặc biệt trưng bày là gì em? Là triển lãm đó. Ok, vậy lúc nãy chúng ta có một cái là preview, em nhớ không? Em xem lại xem, đáp án là câu gì em? Câu B đó em, advanced view là cũng xem trước luôn, là nó giống với từ preview phải không nào? Rồi display là bằng với exhibit nè em. Đây nè, display là trưng bày, exhibit cũng là trưng bày triển lãm luôn. Vậy thì nó có mời đến xem trước những cái trưng bày đặc biệt nè. Vậy là câu B là đáp án chính xác phải không em? Nó cấm, nó cấp, grant là cấp cái quyền truy cập, cái việc đi đến xem trước cho những cái buổi triển lãm. Vậy đáp án chính xác là câu B ha. Câu 193, what is indicated, cái điều gì được chỉ ra về column. Vậy từ khóa chính là từ column, phải không em? Rồi đáp án nha, câu A, it requires, nó yêu cầu, reservation, đặt chỗ trước. Câu B, nó specializing, nó chuyên về Italian food, là ẩm thực của Ý ha. Câu C, nó overlooks, nó nhìn ra hay là nó nhìn xuống, nó trông ra đó em, một cái khu vườn ha. Câu D, nó host, tổ chức một cái luncheon, là buổi tiệc trưa hàng năm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem cái từ lunch, a column, nó nằm ở đâu hay em ha. Thì thường mình có xu hướng là sẽ dò bài số 2 và bài số 3 đó em. Nhưng mà em dò nè, nếu mà em dò bài số 2 á, em sẽ không thấy từ column, đúng không? Em nhìn sơ qua xem. Không có ha. Rồi em dò thử bài số 3 coi. Bài số 3 cũng không có từ column luôn. Nó là một cái từ in hoa rất dễ tìm phải không? Thì thường mình có xu hướng là mình dò xuống, nhưng cái câu này nó hơi khó em. Cái từ column nó nằm ở đoạn số 1 đây em. Đoạn số 1 đây nè, có từ column nè, em thấy chưa? Ok, vậy thì em xem đọc lại câu này nó là gì nha. Nè, trong khi cái cánh này nè, có nghĩa là cái khu mới đây em, cái khu mới này nè, dành cho trưng bày những cái tác phẩm của những cái nghệ sĩ đang nổi, thì nó cũng là cái nơi, home là nơi đây em, để mà đi đến cái chỗ ăn duy nhất của cái phòng triển lãm tên là column. Vậy cái column là cái gì em? Là cái nơi ăn, phải không nào? Dining facility. Dine là ăn đó em, là cái nơi ăn duy nhất, cái phòng ăn duy nhất của cái phòng triển lãm này. Và bây giờ nhưng mà nó không có nói gì đến liên quan đến đáp án hết phải không em? Chỉ đơn thuần câu này nó giới thiệu column là cái nơi ăn uống thôi. Vậy thì chắc chắn đây là một cái câu liên hệ rồi em. Thường trong cái đoạn 2, trong cái bài mà có 2 đoạn văn, 3 đoạn văn thì sẽ có một câu liên hệ, ít nhất một câu liên hệ. Vậy thì em xem cái câu nó sẽ liên hệ với bài nào, bài 2 hay là bài 3. Em dò xem bài 2 là không có column rồi, có cái chỗ nào mà nói đến việc ăn hay không? Em dò thử xem chỗ này. Không có phải không nào? Cái thứ 2 thử xem, cũng không có nói đến việc ăn luôn. Cái thứ 3, enthusiast, cũng không có nói đến việc ăn luôn. Cái thứ 4 đi em. Có cái luncheon nè em. Luncheon, có tiệc trưa nè, em đọc thử câu này đi. Một cái thiệp mời đến Wainwright Gallery's annual holiday luncheon, cái thiệp mời đến bữa trưa hàng năm phải không nào? Tiệc trưa hàng năm của cái buổi triển lãm, cái phòng triển lãm Wainwright thôi, chứ không có nói đến cái đáp án luôn phải không? Thì chúng ta dò đoạn số 3 thử xem. Đoạn số 3 em dò xem có nói gì đến column hay là cái chỗ ăn hay không. Dòng thứ nhất không có phải không nào? Dòng thứ hai cũng không có đâu luôn. Dòng thứ ba, dòng thứ ba có từ gì nè em? Dine. Dine là ăn nè. Vậy mình đọc thử lại câu này nha. Nó là gì đây? Chúng tôi dành ra 2 tiếng đồng hồ đi dạo xung quanh phải không? Và rồi ăn tại một cái nhà hàng ở cái khu vực mới của gallery.
Ok, cũng chưa đề cập đến, hay mình đọc tiếp đi. Chúng tôi ngồi ở cái patio. Patio là một cái sân mà không có hiên á em. Chúng tôi ngồi ở cái sân, cái hành lang ở bên ngoài không có hiên. Mà cái đó thì nó có một cái view, là một cái khu vườn điêu khắc ở bên dưới. Ok, vậy thì em ơi, có một cái đáp án nó giống như vậy phải không em? Đáp án nào giống vậy em? Nè, câu C nè. Nó trông ra, nó nhìn xuống, nó trông xuống cái một cái khu vườn. Ok, vậy đáp án chính là câu gì rồi? Câu C ha. It overlooks a garden. Overlooks a garden. Còn ở trên này là gì em? Has a view of sculpture garden below. Ok, vậy đáp án chính xác là câu C ha. Câu này là một cái câu liên hệ, nó hơi là khó em ha. Phải dò hơi lâu thì nó mới ra, được không nào? Câu 194. What does Miss Watson, bà Watson á, thì làm cái gì? Tại cái Wainwright Gallery, phòng triển lãm tranh Wainwright vào ngày 9 tháng 4 ha. Vậy từ khóa chính là từ gì vậy em? Miss Watson. April 9, phải không nào? Chúng ta sẽ dò xem Smith Watson thì ở bài số mấy và ngày 9 tháng 4 đã làm gì ha? Đọc đáp án trước đi em. Câu A, View đã xem một cái demonstration, một cái buổi thuyết minh. Câu B, đã tạo ra một cái tác phẩm nào đó, phải không nào? Câu C, redeem một cái voucher. Redeem là gì mình chưa có biết, mình cứ để đó ha. Câu D, đã gặp gỡ một nhà thiết kế nổi tiếng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò xem bà Watson ở bài số mấy vậy em? Có phải là ở bài số 3, phải không nào? Và đây là gần cuối rồi. Câu hỏi gần cuối rồi thì là rất có khả năng ở bài số 3 ha. Đây có từ Swanson nè em. Và ngày 9 tháng 4 luôn nè, phải không nào? Rồi bây giờ mình sẽ đọc xem bà ta đã làm gì vào ngày 9 tháng 4 nha. I was excited. Tôi đã rất là hào hứng, thích thú khi một cái friend, người bạn đã mời tôi đi đến tham quan cái phòng triển lãm Wainwright cùng với cô ấy ngày hôm nay. Chứ nó đến làm gì hết ha. Tiếp. Thật là fascinating, là thú vị, hấp dẫn đó em. Để mà xem một cái bài thuyết trình và được chỉ cho những cái phương pháp về cái việc là tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật. Ok, vậy thì em xem đáp án là câu nào. Câu A là xem một cái buổi thuyết minh nè, có không em? Xem một cái buổi demonstration, có phải không nào? Đây nè, view, ở câu đáp án là view thì ở trên là watch, ở dưới là demonstration thì ở trên là presentation. Presentation là buổi thuyết trình, demonstration là một cái buổi thuyết minh. Vậy thì nó cũng giống nhau hai em ha. Rồi, còn cái câu B có nhiều bạn lẫn lộn. Câu B là đã tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó. Đâu có tạo ra đâu. Bà ta chỉ được cho biết, chỉ cho xem, chỉ cho biết những cái phương pháp để mà cho cái việc tạo ra một cái nghệ thuật trừu tượng thôi. Chứ đâu có làm đâu, phải không em? Vậy đáp án chính xác là câu gì nào? Câu A ha. Mình có từ presentation bằng với lại demonstration, buổi thuyết minh, buổi thuyết trình, được không nào? Câu 195. How much? Bao nhiêu đó thì bà Swanson's friend, bạn của bà Swanson đã phải trả cho cái gallery membership. Ok, rồi bây giờ em xem nè, đáp án là những cái số tiền, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta phải xem Swanson's friend là ở bài số mấy em? Swanson's friend chắc chắn là ở bài số 3 rồi, phải không? Nhưng cái giá tiền đó, nó lại nằm ở bài số mấy em? Bài số 2 nè, em xem nè, giá tiền nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào các benefits, phải không? Những cái benefit khác nhau thì giá tiền sẽ khác nhau. Vậy chúng ta phải dò xem bài số 3 đó thì bạn của bà Swanson á, và bà Swanson đã nhận được những cái benefits nào để mà mình suy ra được cái số tiền, được không nào? Vậy thì nãy giờ chúng ta đã đọc từ đầu cho đến cái từ garden below rồi, bây giờ chúng ta đọc tiếp xem nó là gì em. The food was excellent. Cái món ăn thì rất là tuyệt vời, và bởi vì bạn tôi là thành viên nên chúng tôi có được discount, giảm giá cho cái bill của chúng tôi. Đặt chỗ đó, trước thì có sẵn nhưng mà không cần thiết. Vậy thì cái ưu đãi bà ta nhận được là gì em? Là nhận được giảm giá cho cái việc ăn, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta dò xem cái chỗ nào là nhận được giảm giá cho việc ăn. 100 đô đây nè, giảm giá, nhưng mà giảm giá cho bài thuyết minh thôi. Rồi 200 đô thì có giảm giá không em? Có nè, 20% discount nhưng mà cho bài thuyết minh, thuyết trình và những cái lớp học cho trẻ em, cũng không có nói đến là giảm giá đồ ăn ha. Rồi, enthusiast có giảm giá không em? Đây nè, 20% cho lecture với lại hàng hóa của cái cửa hàng bảo tàng chứ không có nói đến đồ ăn ha. 1000 thì sao em? 1000 có giảm giá không? Đây, 20% giảm giá cho lectures, hàng hóa tại cửa hàng của viện bảo tàng, và restaurant dishes, món ăn tại nhà hàng. Vậy chỗ này có giảm giá cho món ăn này em, vậy thì chắc chắn là phải trả bao nhiêu rồi? 1000 đô ha. Vậy đáp án chính xác là câu nào vậy em? Câu đi, được không nào? Và đây cũng là một câu liên hệ, thì câu liên hệ giữa bài số 3 và bài số 2, phải không em? Bài 2 và bài 3. Câu này cũng khá là khó hai em ha. Ok, đáp án là câu đi nha. Rồi bây giờ cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô em nha. Bài đầu tiên nào.
dịch cùng cô ha. Come to, hãy đến với cái gì? Reopening, cái buổi mở cửa lại của cái phòng triển lãm Wainwright. Thế lúc nào? Don't miss, đừng có bỏ lỡ. Mình có từ miss là bỏ lỡ, bỏ nhỡ đây em. Đừng có bỏ lỡ cái celebration. Celebration có nghĩa là cái sự tổ chức để mà chúc mừng cái gì đó. Chỗ này cô dịch như vậy thì nó không có suông lắm. Cô dịch là hoạt động em ha. Hoạt động chúc mừng đó, hoạt động chúc mừng ha. Hãy đến với cái hoạt động mở cửa của cái galleries, cái phòng triển lãm Wainwright. Cái mà được lên lịch trình đó là từ 5 giờ chiều cho đến midnight, là nửa đêm luôn. Nửa đêm ha, midnight, nửa đêm. Giữa đêm, nửa đêm á em. Vào ngày thứ bảy, ngày 1 tháng 3, live music. Music là nhạc, là live là trình diễn trực tiếp đây, người ta gọi là nhạc sống á. Nhạc sống thì được chơi, có nghĩa là nhạc sống thì được trình diễn ha. Ở cái plaza, mình có từ plaza có nghĩa là cái trung tâm thương mại, cái khu mua sắm, hay còn gọi là quảng trường nữa em, quảng trường nữa ha. Khu thương mại, trung tâm thương mại, khu mua sắm. Khu mua sắm ở bên ngoài trời là quảng trường ha, có nghĩa là quảng trường nữa. Nó sẽ được trình diễn ở cái quảng trường thành phố bên cạnh cái tòa, bên ngoài cái tòa nhà em, outside, bên ngoài tòa nhà ha. Và bất kỳ ai, những người đã donate, mình có từ donate có nghĩa là quyên góp ha, quyên góp. Đã quyên góp funds hỗ trợ cho cái phòng triển lãm đó thì sẽ được mời đến một cái tour tham quan, được không nào? Rồi, cái phòng triển lãm Wainwright thì chào đón public là công chúng em lần đầu tiên kể từ khi đóng cửa cho cái việc renovation là tân trang đổi mới, cái này gặp hoài ha, vào tháng 7 vừa rồi. In addition, bên cạnh cái việc upgrade là nâng cấp nha em, upgrade là nâng cấp ha, bên cạnh cái sự nâng cấp significant có nghĩa là đáng kể, đáng kể là nhiều, là lớn em, bên cạnh cái sự nâng cấp đáng kể cho những cái nơi exhibition là triển lãm em, triển lãm ha, cho những cái chỗ, những cái phòng triển lãm, được không nào? Exhibition và infrastructure, mình có cái từ infrastructure có nghĩa là cơ sở hạ tầng. Và những cái cơ sở hạ tầng thì cái Wainwright Gallery, cái phòng triển lãm tranh này nè, đã add, đã thêm vào một cái wing, là một cái cánh, một cái khu brand new, mới hoàn toàn luôn em. Brand new, mới hoàn toàn ha. New là mới, nhưng mà brand new là mới hoàn toàn, mới tinh luôn á. Mới tinh, mới hoàn toàn ha. Đã thêm vào một cái khu, một cái nhánh mới hoàn toàn luôn. Trong khi đó đó, trong khi cái wing, cái khu mới này nè, thì được devote, mình có từ devote đó em, có nghĩa là cống hiến ha, dâng hiến, cống hiến, hoặc có nghĩa là dành hết để làm cái gì đó, dành hết cho việc gì ha, để làm gì ha. Và chỗ này có nghĩa là gì em? Trong khi á, cái khu mới này nè được dành hết cho cái việc display, là trưng bày ha, những cái tác phẩm của artist, là họa sĩ hay là nghệ sĩ nè, emerging là đang nổi nha em nha, những cái nghệ sĩ đang nổi là những nghệ sĩ mới đó, được không nào? Thì nó cũng là nơi, home là nhà, là nơi đó em, để mà đi đến cái facility, là cái nơi, cái địa điểm đó em. Dining là ăn, ăn nè, đi đến cái phòng ăn, cái địa điểm ăn only, duy nhất, tên là column, được không nào? Để biết thêm thông tin về cái sự kiện đó và những cái buổi triển lãm sắp tới của cái phòng triển lãm thì hãy ghé thăm cái website này, được không nào? Rồi tiếp bài đọc số 2 nha. Bài đọc số 2 là một cái website, nó đang nằm ở cái mục là Annual Membership Plans, là những cái kế hoạch cho thành viên hàng năm, phải không nào? Rồi, những cái thành viên của cái phòng triển lãm Wainwright sẽ nhận được benefits là lợi ích nè em. Exclusive có nghĩa là độc quyền hay là dành riêng cho ai đó em. Độc quyền hay là dành riêng cho ai, dành riêng cho cái nhóm nào đó thôi. Vậy exclusive benefits có nghĩa là những cái lợi ích dành riêng, những cái lợi ích độc quyền, được không nào? Rồi hãy chọn một trong những cái lựa chọn ở bên dưới và chọn select. Đối với thành viên đó thì sẽ có bốn cái loại hay em ha. Individual là theo cá nhân. Nếu mà đi theo cá nhân đó thì cái giá $100 sẽ nhận được những cái lợi ích là gì? Nếu mà thành viên sẽ nhận được là free admission. Mình có từ admission có nghĩa là việc vào cổng nè, việc vào cổng, sự vào cổng ha. Sẽ nhận được cái sự vào cổng miễn phí cho tất cả những cái chỗ mà triển lãm luôn. 20% discount giảm giá cho cái lecture. Mình có từ lecture có nghĩa là, mình có từ lecture có nghĩa là diễn thuyết hay là thuyết minh nè, cái sự diễn thuyết hay là thuyết minh ha.
Rồi, family đi theo dạng cái dạng gia đình á là 200 đô nè, thì free admission vào cổng miễn phí cho tất cả những cái nơi triển lãm cho bạn và thêm một người khách nữa ha. Rồi, 1% discount, 20% discount, 20% giảm giá cho cái diễn thuyết, những cái bài diễn thuyết hay là những cái lớp học cho trẻ em. Rồi, enthusiast là những người đam mê, nên những người đam mê với mức giá là 600 đô đó thì sẽ vào cổng miễn phí cho tất cả những cái nơi triển lãm cho bạn và thêm hai vị khách nữa ha. Rồi, 20% giảm giá cho bài diễn thuyết nè. Và merchandise là hàng hóa nha em. Merchandise là hàng hóa ha. Và hàng hóa cho cái cửa hàng, tại cái cửa hàng của cái viện bảo tàng. Priority tickets, mình có từ tickets là vé nè. Priority là ưu tiên đó em. Vé ưu tiên cho cái sự kiện và cái thiệp mời cho cái việc preview là xem trước ha. Xem trước những cái gì em, display những cái trưng bày đặc biệt. Ok, rồi. Từ tiếp theo là từ connoisseur. Connoisseur có nghĩa là những cái người am hiểu hay là thành thạo đó em. Theo cái dạng người am hiểu hay là thành thạo ha, có chuyên môn á. Ok, thì mức giá là 1.000 đô thì nhận được những cái lợi ích gì nào? Invitation, được mời đi đến luncheon. Mình có từ luncheon là tiệc trưa đó em. Luncheon, tiệc trưa ha. Đi đến cái tiệc trưa hàng năm của cái viện, của cái trung tâm triển lãm này, được không nào? Rồi, vào cổng miễn phí cho tất cả những cái chỗ triển lãm cho bạn và lên đến 4 người khách nữa. 20% giảm giá cho những cái bài thuyết minh, thuyết diễn thuyết, hàng hóa tại cái cửa hàng của bảo tàng và những cái món ăn tại cửa hàng, nhà hàng, phải không nào? Rồi, vào cổng miễn phí cho hơn 30 cái bảo tàng đối tác ở cái khu vực North America. Ok. Rồi, bài đọc số 3 nha. Bài đọc số 3 cũng trên một cái website luôn, và đây là một cái bài đánh giá em của bà Tania Swanson, đánh giá vào ngày 9 tháng 4, phong nào. Rồi, a great evening, một cái buổi tối rất là tuyệt vời, đánh giá 4 sao ha. Tôi rất là hào hứng, thích thú khi một cái người bạn mời tôi đi đến tham quan cái phòng triển lãm tranh Wainwright cùng với cô ấy ngày hôm nay. Thật là fascinating. Mình có từ fascinating là hấp dẫn hay là lôi cuốn nè. Thật là hấp dẫn, lôi cuốn khi mà xem một cái presentation là gì em? Một cái buổi thuyết trình ha. Và được chỉ cho những cái techniques. Techniques là phương pháp đây. Kỹ thuật hay là phương pháp ha. Chỉ cho những cái kỹ thuật, phương pháp về cái việc tạo ra cái nghệ thuật trừu tượng. Tôi chỉ ước gì nó đã đừng có quá đông. Mình có từ crowded là đông đúc đây. Đừng có quá đông đúc ha. Tôi đã dành ra hai tiếng đồng hồ để đi bộ, đi dạo, phong nào, đi bộ vòng vòng, đi dạo đó em. Và rồi dine, mình có từ dine là ăn á, ăn có thể là ăn trưa hay là ăn tối, ăn những cái bữa ăn chính người ta gọi là dine, được không nào? Và ăn tại cái nhà hàng ở cái khu vực mới của cái phòng triển lãm, phải không nào? Và tôi đã ngồi ở cái patio. Patio là cái hiên đó em, mà không có mái che ha, cái hiên, cái sân mà không có mái che đó, cái mà có một cái view, cái tầm nhìn đó em, cái view ha, nhìn xuống một cái garden, là cái khu vườn sculpture, là điêu khắc đen, có một cái view là một cái khu vườn điêu khắc ở bên dưới ha. Rồi, cái thức ăn thì rất là tuyệt vời, và bởi vì bạn tôi là thành viên nên chúng tôi nhận được giảm giá cho cái hóa đơn của chúng tôi. Reservation là việc đặt chỗ trước đen, việc đặt chỗ trước thì có sẵn nhưng không có necessary là cần thiết. Câu 191 mình có từ adjacent to bằng với từ next to đen, có nghĩa là kế bên ha. Câu đi có nghĩa là nó kế bên cái quảng trường công cộng, phải không nào? Câu 192, nó grants là nó cấp đem, ví dụ như cấp bằng ha, người ta cũng dùng từ grants. Nó cấp access to, gặp hoài, có nghĩa là cái sự truy cập, cái sự tiếp cận, được không nào? Tiếp theo mình có từ advance là trước nha em nha, trước ha. In advance là trước đó. Viewing là xem, advance viewing là xem trước ha. Vậy câu B có nghĩa là nó cấp cái quyền truy cập cho cái việc xem trước những cái buổi triển lãm, được không nào? Câu 193 mình có từ specialize, đi với từ in có nghĩa là chuyên về cái gì đó ha, chuyên về. Vậy câu B có nghĩa là nó chuyên về thức ăn Ý. Câu C mình có từ overlooks, có nghĩa là trông ra, trông hướng ra hay là trông xuống, được không nào? Vậy câu C có nghĩa là nó trông hướng ra, nó trông hướng xuống một cái khu vườn ha. Câu D mình có từ host là tổ chức nha em, từ này cũng rất hay gặp ha. Câu D là nó tổ chức một cái luncheon là gì em, tiệc trưa hàng năm. Câu 194, câu A là gì đây? Demonstration là một cái buổi thuyết minh em ha, buổi thuyết minh. Ok, câu C mình có từ redeem. Redeem có nghĩa là đem đổi ra tiền mặt, đem đổi ra thành tiền mặt ha, đổi thành tiền mặt. Đổi cái gì đó thành tiền mặt.
Rồi, chỗ này là cái voucher, để em đổi cái voucher thành tiền mặt. Ok. Bài tiếp theo từ câu 196 đến câu 200. Bài này cũng có 3 bài đọc luôn, em nhìn sơ qua nha. Bài đọc số 1 có thể là một cái mẫu thông báo, quảng cáo hay là một cái mẫu báo gì đó ha. Rồi, bài số 2 thì có thể là một cái lá thư tại vì có địa chỉ nè em, có dear, có tí tên ha. Bài số 3 thì có thể là một cái thông báo tại vì có notice nè. Ok. Câu 196, what is not indicated, điều gì thì không có được chỉ ra về cái recycling centers, cái trung tâm xử lý là tái chế rác thải ở Chenerville. Ok, vậy thì từ khóa chính là từ gì em? A recycling center in Chenerville. Ok, và đây là dạng câu hỏi loại trừ, phải không nào? Có not nè, đây là dạng câu hỏi loại trừ. Chúng ta sẽ đọc từng đáp án và dò từng đáp án nha em. Câu ai trước nào? They offer, họ cung cấp một cái dịch vụ exclusively dành riêng cho local residents, cho cư dân, cho người dân ở địa phương thôi. Vậy thì từ khóa trong câu này là từ gì em? Offer service local resident, phải không nào? Exclusively. Ok, thì bây giờ câu đầu tiên thì chúng ta dò đoạn đầu tiên nha, xem có chỗ nào nói về offer service exclusively cho local resident nha em. Rồi giờ từ đầu luôn nào, đoạn này có không nào? Đoạn số 1 có cung cấp dịch vụ có người dân địa phương không? Không có, phải không nào? Rồi ba dấu chấm này thì sao em? Dấu chấm thứ nhất cũng không có, phải không nào? Dấu chấm thứ hai cũng không có, chấm thứ ba có cung cấp dịch vụ cho người dân địa phương không? À không có, phải không nào? Đoạn cuối cùng, đoạn này, à không có. Dòng tiếp theo cũng không có, dòng tiếp theo cũng không có. Câu cuối cùng, câu in đậm đi em. Ok, câu in đậm có từ service nè, có từ offer và có từ residence, phải không em? Em đọc kỹ lại câu này, nó nói là gì đây? Cái dịch vụ này nè thì sẽ được cung cấp cho cư dân within, ở trong cái giới hạn của thành phố. Only, chỉ có hay là duy nhất, cô dịch lại ha. Cái dịch vụ này chỉ có thể được cung cấp cho cư dân ở trong cái duy nhất cái thành phố, cái giới hạn của thành phố thôi. Và câu này nó nói là gì em? Nó cung cấp dịch vụ chỉ dành riêng cho cư dân địa phương thôi, được không? Được, phải không nào? Cung cấp dịch vụ chỉ cho cái giới hạn trong thành phố, có nghĩa là cho dân địa phương thôi đó, còn bên ngoài là không được ha. Và bây giờ tiếp câu B nè, câu B. They sell extra, họ bán thêm những cái containers, cái thùng chứa tái chế, phải không nào? Cái từ khóa là từ nào em? Extra, sell đúng không? Sell extra recycling containers. Thì bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào có bán những cái thùng chứa rác tái chế không nha. Rồi giờ lại xem nào em. Đoạn số 1 có nói gì đến cái thùng chứa rác tái chế không? Không có, phải không? Rồi dấu chấm thứ nhất có sell, có bán gì không em? Không có ha. Rồi dòng thứ hai cũng không có bán, phải không nào? Dòng thứ ba cũng không có luôn. Dấu chấm thứ ba cũng không có, phải không nào? Đoạn cuối cùng coi có bán không em. Ok, em ơi, nó không có từ sell, nó không có bán, nhưng nó có từ gì em? Purchase là mua, phải không nào? Mua, vậy bây giờ chúng ta cái đọc thử cái câu mua này là gì nha, nó nói là gì đây? Should. Should đứng đầu tiên, mà đây không phải là câu hỏi thì em dịch là nếu ha, nó là đảo ngữ của if đây em. Nếu mà các hộ gia đình nè, hay là các doanh nghiệp mà yêu cầu thêm nhiều hơn một cho mỗi cái loại bin là thùng rác đó em. À, vậy thì thùng rác ở đây đó, nó có phải là recycle container, cái thùng chứa rác thải chính là bin, là thùng rác, phải không nào? Thì chúng sẽ có sẵn cho cái purchase là mua, cho cái việc mua tại cái trung tâm tái chế của thành phố với cái giá là 18 đô. Vậy nó có bán không em? Nó có bán, phải không nào? Nếu mà người ta cần, người ta có thể mua, vậy thì chắc chắn nó có bán thêm rồi, phải không nào? Rồi, vậy câu B là đúng ha. Câu C đi. Nó cho phép những cái lần ghé đến được sắp xếp bởi điện thoại. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Visit phone, phải không nào? Bây giờ mình dò xem chỗ nào nói về điện thoại ha. Rồi em dò lại xem chỗ nào nói về điện thoại. Có phải là dấu chấm thứ ba phải không em? Nó không có cái từ phone, nên có từ gì đây? Khốn liện. Mình đọc lại cái câu này xem nó là gì nha. Đây, pick up, việc nhặt gom những cái món đồ mà nó bị oversize, là lớn hay là quá khổ đó em. Ví dụ như là furniture, đồ nội thất nè, appliance là các thiết bị nè, rác thải về cây cối nè, hay là các thiết bị điện, thì có thể được đặt bởi gọi điện đến cái trung tâm tái chế địa phương. Ok, vậy thì á, là nếu mà mình muốn thu gom những cái rác lớn đó em,
thì mình có thể gọi cho cái trung tâm tới với địa phương thì họ sẽ đến họ lấy, phải không nào? Vậy thì câu C đúng không em? Họ cho phép những cái lần đến được đặt, được sắp xếp bởi điện thoại, có nghĩa là gọi điện thoại thì họ sẽ đến họ lấy rác nè. Vậy câu C đúng luôn ha. Vậy câu A, câu B, câu C đều có rồi thì chắc chắn đáp án là câu gì rồi em? Câu D ha. Bây giờ em đọc thử câu D xem nó là gì. Họ đó thì có thể recommend, giới thiệu những cái facilities, những cái địa điểm, những cái nơi mà nó xử lý những cái đồ vật lớn. À, hồi nãy mình có đọc cái câu mà liên quan đến đồ vật lớn rồi, phải em đọc lại câu này nha. Đồ vật lớn là chỗ nào đây? Oversized items, phải không? Em đọc kỹ lại nè. Cái việc nhặt, cái việc thu gom những cái đồ vật lớn, ví dụ như là đồ nội thất nè, appliance, thiết bị nè, những cái rác thải về cây, cối nè, hay là thiết bị điện thì sẽ được đặt bằng gọi điện cho Center Recycling Local, cho cái trung tâm xử lý tái chế rác thải địa phương. Chứ họ đâu có giới thiệu những cái địa điểm mà xử lý cái rác lớn, cái rác oversize hay là cái rác mà nó large đó, đúng không em? Những cái đồ vật lớn đó đâu có giới thiệu cái nào đâu. Chỉ là nếu mà muốn đổ thì hãy gọi thẳng cho cái trung tâm xử lý rác thải địa phương thôi mà. Vậy đáp án chính xác là câu D hay em ha, là nó không có được chỉ ra về cái trung tâm xử lý rác thải ở Centerville, được không nào? Câu 197, what is suggested about glass and metal recyclables? Cái điều gì thì được nói về recyclables, những cái vật có thể tái chế được bằng metal, kim loại và thủy tinh. Vậy từ khóa chính là từ gì em? Glass and metal recyclables, phải không nào? Mình đọc đáp án trước nha. Câu A, chúng thì có thể được deposit, được bỏ vào, được thải vào either là một trong hai cái ha, một trong hai loại hộp tái chế, thùng tái chế, được không nào? Rồi câu B, chúng thì có thể được exchange, trao đổi để lấy tiền mặt tại một số cái địa điểm nào đó, phải không nào? Câu C, chúng thì yêu cầu cái thùng chứa lớn hơn những cái loại chất liệu khác, những cái loại rác khác ha. Câu D, chúng thì phải được cleaned, chùi rửa, lau rửa trước khi mà được để lại để người ta pick up, là thu gom, là lấy rác, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem glass và metal recyclables nằm ở đâu nha em. Có phải đoạn số 1 đúng không? Dấu chấm thứ nhất có từ glass and metal recyclables nè. Bây giờ mình đọc câu này nha. Những cái vật mà có thể tái chế được bằng kim loại và thủy tinh thì sẽ được deposited, được thải vào, được bỏ vào cái thùng màu blue, màu xanh dương. Trong khi đó giấy và những cái bìa cứng thì được đặt vào trong cái thùng màu xanh lá. Vậy thì glass and metal recyclables phải bỏ vào cái thùng loại nào thôi em? Blue bins, màu xanh dương thôi, phải không? Vậy chắc chắn mình loại câu nào rồi? Mình loại câu A rồi. Câu A nó nói là nó được bỏ vào một trong hai loại thùng luôn, nhưng đề bài chỉ nói là, thông tin trong bài chỉ nói là được bỏ vào một cái thùng blue màu xanh dương thôi. Ok, rồi còn câu B, câu C và câu D thì mình chưa thấy nó đề cập thông tin, phải không? Và bây giờ chúng ta phải dò tiếp xem có chỗ nào nói về cái thùng blue này nữa hay không nha. Rồi, em dò xem chỗ nào nói về cái thùng blue bin này nữa nha. Em dò dấu chấm thứ hai xem, dấu chấm thứ hai nó nói về những cái loại chất liệu khác thì sẽ tiếp tục được bỏ vào cái cùng với cái rác thông thường, không phải, phải không nào? Rồi thứ ba là việc thu gom những cái oversized items, những cái món đồ mà nó lớn. Rồi, cũng không có nói đến cái glass and metal recyclables, phải không nào? Rồi, tiếp cái đoạn tiếp theo đi em. Là nó nói đến việc gì? Nhân viên của cái Department Sanitation này nè, sẽ đặt để, sẽ thả những cái thùng rác trước cuối năm nay. Rồi nếu mà muốn cần thêm á, thì phải mua, phải không? Rồi, cũng không có luôn. Chỗ này là, này mình dịch rồi, cũng không có nói đến luôn. Vậy đoạn số 2 đi em. Đoạn số 2 em dò xem có chỗ nào nói về cái glass and metal recyclables hay là blue bin nữa hay không? Dòng này có không em? Không có, phải không nào? Dòng này cũng không có luôn, 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 phải không nào? Dòng này cũng không có luôn, dòng này thì sao em? Cũng không có luôn. Đoạn số 3 thử nha. Dòng này có không em? Dòng này có glass and metal hay là có blue bin không? Không có, phải không nào? Dòng này. Ok, dòng này thì có green bins nè. Rồi bây giờ mình dò xem có blue bins. Có blue bins luôn nè em. Vậy mình đọc cái số 1 này nha. Nè, mua thêm thùng tái chế xử lý rác á, màu xanh á, thì sẽ có sẵn để mà mua ở một cái mức phí là 14 đô. Còn thêm cái thùng màu xanh á, thì bởi vì nó phải accommodate, nó phải dung nạp, nó phải chứa đựng những cái món đồ lớn hơn,
cho nên sẽ được bán ở một cái kích cỡ sau này em lớn hơn là 16 đô. Vậy thì chúng ta biết là gì nào? Blue beans sẽ lớn hơn green beans, phải không nào? Mà green beans là để chứa gì vậy em? À, chứa giấy, phải không? Còn blue beans là chứa gì? Glass and metal recyclables. Thì bây giờ em xem có một cái đáp án nó gần nghĩa với cái câu mình vừa mới dịch là câu nào vậy em? Câu C, phải không? Em đọc lại câu C đi. Câu C nè. Chúng thì yêu cầu cái thùng phải lớn hơn những cái loại chất liệu khác. À, phải không em? Chính xác rồi ha. Vậy đáp án chính là câu C. Được không nào? Đây là một câu liên hệ. Câu này rất là khó hay em ha. Câu này liên hệ giữa bài 1 và bài 3. Câu này hơi khó ha. Rồi. Câu 198. Why? Tại sao cái lá thư được viết? Lá thư là bài số mấy em? Bài số 2 ha. Tại sao lá thư được viết? Hỏi về mục đích của lá thư. Với dạng này, chúng ta đọc bộ đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối là ra, phải không nào? Câu A trước nha. To offer, để đưa ra một cái opinion là ý kiến về một cái sự thay đổi đã được lên kế hoạch. Câu B, để schedule, xếp lịch cho cái việc pick up là thu nhặt rác, lấy rác đen ở cái khu dân cư. Câu C, để report, báo cáo về một cái error, một cái lỗi ở trong cái hóa đơn. Ok, câu D, to comment, để mà khen ngợi quan chức thành phố vì cái công việc mà họ đã thực hiện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái lá thư này nói cái gì nha. Đọc đoạn đầu trước em nhé. I recently saw, tôi gần đây đã nhìn thấy một cái tuyên bố chính sách nè, từ Centerville Department of Sanitation regarding, liên quan tới những cái thay đổi trong cái hệ thống tái chế hay là xử lý rác thải của thành phố. Rồi, I appreciate, tôi đánh giá cao cái nỗ lực để làm cho cái quá trình nó đơn giản hơn. Nhưng tôi có một cái problem, một cái vấn đề với một trong những cái thay đổi. Khi đọc đến đây đó em, thì có nhiều bạn sẽ vội vàng đánh đáp án là câu D. Tại vì thấy cái từ appreciate là khen ngợi đó em, tôi cảm kích, tôi đánh giá cao đó. Nhưng mà có thật sự khen ngợi không? Không, tại vì ở phía sau nó có cái cụm gì nè em. But I have a problem, tôi có một cái vấn đề với một trong những cái thay đổi. Vậy thì chưa có chắc là khen ngợi nha em nha. Vậy câu đi là không phải rồi nè. Rồi, có bạn sẽ thấy từ problem đánh từ error. Nhưng mà em xem nè, câu xin nó là gì? Báo cáo một cái lỗi trong cái hóa đơn. Mà người ta đâu có nói là có lỗi về hóa đơn đâu em. Đâu có lỗi trong hóa đơn đâu. Mà cái vấn đề với cái gì đây? Cái vấn đề với cái thay đổi, đúng không? Một trong những cái thay đổi chứ không có liên quan đến hóa đơn ha. Vậy câu C là câu chừng sai luôn nè. Ok, rồi bây giờ câu A hay câu B thôi. Mình có thể đọc đoạn cuối của cái bài này xem nó nói là gì em. Đoạn cuối, cái câu cuối cùng là câu nào đây? I hope, tôi hy vọng rằng á, cái bang và cái hội đồng thành phố đó sẽ suy nghĩ lại cái thay đổi này trước tháng 1. Ok, vậy là ông ta đề xuất cho thành phố và cái bang sanitation đó em phải suy nghĩ lại một cái thay đổi, phải không em? Vậy thì theo em là câu A hay câu B? Chắc chắn là câu A rồi. Phong nào là đưa ra một cái quan điểm, một cái ý kiến về một cái sự thay đổi, là ông ta không đồng tình với cái quan điểm đó, và ông ta mới hy vọng rằng thành phố và cái bang sanitation là phải suy nghĩ lại, rethink, suy nghĩ lại, xem xét lại, phải không nào? Còn câu B là lên lịch trình cho việc nhặt rác, đâu có lên lịch trình gì đâu, phải không em? Vậy đáp án chính xác là câu A ha. Câu 199, what is indicated, cái điều gì được chỉ ra về Mr. Wilmington? Vậy từ khóa chính là Mr. Wilmington, phải không nào? Đọc đoạn trước nha em. Câu A, ông ấy sẽ yêu cầu thêm những cái thùng rác ha. Rồi câu B, ông ta sẽ xuất trình một cái mẫu thẻ ID, thẻ nhận diện, phải không nào? Để nhận discount là giảm giá. Câu C, ông ta đã nói chuyện tại cái cuộc họp hội đồng thành phố. Câu D, ông ta sẽ di chuyển đến một căn nhà ở trong cái phạm vi của thành phố. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Mr. Wilmington ở đâu vậy em? Bài số 2 phải không nào? Trong lá thư thì Wilmington ký tên nè, ông ta là người viết ha. Vậy bây giờ chúng ta dò tiếp đi. Lúc nãy chúng ta đã dò 3 câu đầu rồi, đến từ changes rồi phải không em? Mình đọc tiếp nha. Hiện tại các cư dân thì có thể gọi cho cái trung tâm xử lý rác thải để mà sắp xếp cho cái việc lấy, nhặt hay là thu gom những cái món đồ oversize là kích cỡ lớn đó em, ở một cái giá fixed, là một cái giá ấn định là 8 đô. Thì đối với hầu hết chúng tôi, đây là một cái giá tiền nó reasonable, là hợp lý. However, tuy nhiên, một vài người đó sẽ phải trả a lot more than, nhiều hơn như thế, rất là nhiều, bắt đầu từ năm tới. In my view, theo như quan điểm của tôi đó, thì cái việc giới thiệu cái phí cao hơn sẽ impact, tác động negatively, tiêu cực đến những cái sinh viên toàn thời gian như là tôi, cũng như là nhiều người khác với cái incomes, là thu nhập có giới hạn, phải không nào? Ok, vậy thì trong cái thông tin bài này á, là mình
Chưa có được đáp án, phải không em? Mình chỉ có được một cái thông tin là ông Will Minton á, là gì thôi? Là full-time student, phải không nào? Và ông ta không thể chịu được cái mức phí nó cao hơn theo những cái sự thay đổi được, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò tiếp để ra đáp án nha. Dò thử đoạn số 3 xem. Nó nói là gì đây? Có cái chỗ nào mà liên quan đến full-time student không em? À, một số 3 phải không nào? Một số 3 có full-time student nè. Vậy thì rất có khả năng nó sẽ liên quan đến ông Wilmington. Và chúng ta đọc chỗ này nha. Seniors, các công dân mà trên 65 tuổi á, ha, thì và những cái sinh viên full-time luôn á, residing, đang cư ngụ, đang sinh sống ở trong cái giới hạn của thành phố, sẽ đủ điều kiện để mà nhận được cái gì nè em? 25% giảm giá cho cái dịch vụ và cái sản phẩm xử lý rác thải. Vậy thì có nghĩa là ông Wilmington đấy em có nhận được discount không? Có phải không nào? Tại vì ông ta là full time thì được giảm giá là 25% nè. Nhưng mà câu nào em? Câu nào là giảm giá này? Câu B phải không? Nhưng mà câu B nó còn có thêm một cái vế, nó là gì? Present a piece of ID nè. Bây giờ chúng ta sẽ dò xem. Ở đây có một cái dấu sao nè em. Và ở dưới này có một cái dấu sao nữa nè. Mình đọc thử dấu sao này nha. Applies to, áp dụng cho những cái cư dân mà đăng ký cái học phần full time ở cái chương trình giáo dục của người lớn, phải không nào? Và current student are identity card, có nghĩa là cái thẻ sinh viên hiện tại đó em ha. Đây nè, card là thẻ nè, identity là nhận diện, sinh viên có nghĩa là thẻ sinh viên current hiện tại đó sẽ phải được yêu cầu. Có nghĩa là ai là full time, ai là sinh viên full time đó em, thì phải xuất trình cái student identity card thì mới nhận được cái gì em? Nhận được giảm giá, phải không nào? Vậy thì em ơi, đáp án câu B có đúng chính xác không? À, câu B là đúng rồi, phải không? ID chính là identity đó em, ha. Ok, đáp án là câu B ha. Câu 200, according to the notice, theo như cái thông báo đó, notice là bài mấy em? Bài 3, phải không nào? Thì, what will be the regular charge, cái phí thông thường đó, cho cái việc thu gom những cái vật dụng lớn đó em, bắt đầu từ tháng 1, sẽ là bao nhiêu, phải không nào? Rồi bây giờ đáp án là những cái con số, những cái số tiền nè em. Và từ khóa chính là từ gì vậy em? Large items, pick up of large items, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta dò cái tiền và pick up large items nha. Bài số 3, dò đi em. Ở chỗ nào vậy? Ở chỗ nào có tiền? Số 1 có tiền là 14 và 16 phải không em? Nhưng mà 14 và 16 này là mức phí cho cái gì em? Cho green beans và blue beans, hồi nãy chúng ta có dò rồi ha. Vậy không phải. Số 2 thì mình có 15 đô nè em. Có large items ở đó không em? Có nè, phải không? Có pick up large items. Thì mình dọc dịch cái số 2 nha. We will charge, chúng tôi sẽ tính một cái phí tiêu chuẩn cho cái việc thu gom những cái vật dụng mà nó có kích cỡ lớn. Tuy nhiên sẽ có một cái sự tăng nè em, một cái sự tăng vừa phải nhất, lên 15 đô một cái món đồ, bởi vì inflation là lạm phát nè và tăng giá dịch vụ. Vậy thì đó em, cái mức phí cho cái việc thu gom large items là bao nhiêu em? 15 đô mỗi item, phải không nào? Vậy thì đáp án chính xác là câu gì? Câu C, phải không em? Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch và hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Bài đọc số 1 nè. Chenevue Department of Sanitation. Mình có cái từ department em dịch là khoa, ban, cục hay sở cũng được ha. Chỗ này cô dịch là cái ban quản lý đi ha. Sanitation là vệ sinh đấy. Rồi, vậy cả từ bài nó có nghĩa là cái ban quản lý vệ sinh của cái thành phố Centerville, được không nào? Rồi, thay đổi trong cái tuyên bố chính sách ngày 18 tháng 11, the Centerville Department of Sanitation, cái ban quản lý vệ sinh của Centerville á, sẽ implement. Mình có từ implement có nghĩa là thực thi hoặc là thực hiện nha em, thực thi, thực hiện ha. Từ này mình bỏ in đi là nguyên mẫu của nó ha. Sẽ thực thi, thực hiện những cái thay đổi major là lớn nè, những cái thay đổi lớn cho cái system là hệ thống recycling, là xử lý rác thải của thành phố, được không nào? Rồi, starting next year, bắt đầu từ năm ngoái đó, thì tất cả những cái hộ gia đình nè hay là cái doanh nghiệp sẽ được issue, cấp phát hai cái thùng plastic là thùng nhựa, một cái thì màu xanh dương, một cái còn lại thì màu xanh lá cây. Glass and metal recyclables. Recyclables có nghĩa là những cái vật có thể tái chế được ha. Metal là kim loại, còn glass là thủy tinh. Vậy cô dịch là những cái vật mà có thể tái chế được bằng kim loại hoặc là thủy tinh á, thì sẽ được deposit. Mình có động từ deposit á, có nghĩa là gửi đến ha, hay là thải vào
chỗ này mình có dịch là thải vào đi em, tại vì á ở đây nó nói về ngữ cảnh rác mà, phải không nào? Rồi thải vào ha, thải vào cái thùng màu xanh dương, trong khi đó giấy và những cái cardboard là bìa cứng carton rồi đó thì sẽ được bỏ vào trong cái thùng màu xanh lá cây. All other types, tất cả những cái loại materials là chất liệu em ha, chất liệu vật liệu, tất cả những cái loại chất liệu vật liệu khác á thì sẽ tiếp tục được discard. Mình có động từ discard có nghĩa là loại bỏ em, loại bỏ, xóa bỏ ha, loại bỏ thì sẽ được tiếp tục loại bỏ cùng với những cái lá rác thông thường, được không nào? Rồi tiếp, pick up, cái việc mà lấy đem thu gom đó. Rồi pick up có hai nghĩa em, thứ nhất là đón, ví dụ như đưa đón ai gọi là đón ha, còn nghĩa thứ hai là lấy hoặc là thu gom. Trong trường hợp này thì có dịch là thu gom ha, thu gom rác thải đó em. Rồi cái việc thu gom những cái vật dụng mà oversize là có kích cỡ lớn đó, quá khổ đó, ví dụ như là furniture là đồ nội thất nè, appliance thiết bị, hay là refuse, mình có động từ refuse em có nghĩa là từ chối, nhưng mà danh từ refuse em thì có nghĩa là rác thải hay là cái đồ bỏ đi ha, rác thải hay là những cái vật dụng mà được bỏ đi đó, được không nào? Tại vì refuse là từ chối, những cái mà được từ chối là những cái rác thải hay là đồ bỏ đi ha, những cái rác thải về cây cối nè, được không nào? Và electronics có nghĩa là đồ điện tử đó em, thì có thể được đặt trước bằng việc gọi điện cho cái trung tâm xử lý rác thải của địa phương. Ok, có nghĩa là khi nào mà muốn thu gom những cái vật dụng lớn thì phải gọi điện cho họ thì họ đến ha. Một cái phí trong cái khoảng là 8 đô cho đến 25 đô sẽ được apply áp dụng depend on, phụ thuộc vào cái loại đồ mà sẽ được bỏ đi, phải không? Và cái distance, cái khoảng cách đem, khoảng cách ha, từ cái trung tâm tái chế gần nhất, được không nào? Staff, nhân viên từ cái ban quản lý vệ sinh đó sẽ dropping off, sẽ phân phát những cái thùng rác vào trước cuối năm nay, phải không nào? Should mà không có dấu chấm hỏi ở phía sau, không phải câu hỏi, thì mình dịch là nếu nha em nha, nó là đảo ngữ của if. Nếu mà những cái hộ gia đình hay là những cái business là doanh nghiệp yêu cầu thêm một, yêu cầu thêm nhiều hơn một cái mỗi loại thùng rác thì chúng sẽ có sẵn để mà purchase, là gì em, mua tại cái trung tâm xử lý rác của thành phố ở cái giá là 18 đô một cái thùng, phải không nào? Rồi tiếp, cái dịch vụ này nè thì chỉ được áp dụng cho những cái resident, cư dân ở trong cái giới hạn của thành phố mà thôi. Bài số 2 là một cái lá thư em. Lá thư này gửi ngày 21 tháng 11 ha. Rồi, đây là tên người nhận, địa chỉ, được không nào? Rồi, Dear Miss Sorsen, bà Sorsen thân mến, tôi gần đây nhìn thấy cái tuyên bố về chính sách á, từ cái ban quản lý vệ sinh của Centerville liên quan đến những cái thay đổi cho cái hệ thống xử lý rác thải của thành phố. Tôi appreciate là gì em, cảm kích hay là đánh giá cao ha, cái attempt là nỗ lực hay em ha, nỗ lực, attempt, nỗ lực, đánh giá cao cái nỗ lực để mà làm cho cái quá trình nó đơn giản hơn. Nhưng tôi có một cái vấn đề với một trong số những cái thay đổi. Currently, hiện tại thì những cái resident là ai em, cư dân ha, resident là cư dân, có thể gọi cho cái trung tâm xử lý rác thải và sắp xếp cho cái việc thu gom những cái vật dụng mà quá khổ, những cái vật dụng mà có kích thước lớn á, ở một cái giá ấn định là 8 đô. Đối với hầu hết chúng tôi thì cái giá này là reasonable price, là giá hợp lý nè, reasonable là hợp lý ha. However, tuy nhiên một vài người đó thì sẽ phải trả a lot more than that, nhiều hơn cái số đó rất là nhiều, bắt đầu vào năm tới. In my view, theo như cái ý kiến của tôi, cái quan điểm của tôi đó, thì introduction, mình cái từ introduction có nghĩa là cái sự giới thiệu hay là cái sự đưa ra đó em. Cái sự đưa ra của cái mức phí cao hơn này nè sẽ negatively impact. Mình có từ impact có nghĩa là tác động nha em nha, tác động ha. Còn cái từ negatively có nghĩa là tiêu cực. Vậy thì cái từ là negatively impact là tác động tiêu cực ha. Cái việc mà đưa ra cái mức phí cao hơn sẽ tác động tiêu cực, ảnh hưởng tiêu cực đến những cái sinh viên mà toàn thời gian như là tôi luôn, cũng như là những cái nhiều công dân khác, nhiều người khác với limited income. Mình có từ income có nghĩa là thu nhập ha, với cái thu nhập giới hạn là thu nhập thấp đó em. Tôi hy vọng rằng ban quản lý và council là hội đồng em ha, hội đồng, và hội đồng của thành phố đó sẽ rethink, là suy nghĩ lại về cái sự thay đổi này trước tháng 1, được không nào? Bài số 3, ban quản lý vệ sinh của Centerville thông báo gửi đến tất cả những cái residents là cư dân đang sinh sống tại thành phố ha. In response to concern, để mà phản hồi lại cái sự lo lắng đem, concern là cái mối quan tâm lo lắng ha, cái sự lo lắng được nâng lên bởi những cái
thành viên của cộng đồng, có nghĩa là để phản hồi lại những cái sự lo lắng của những cái công dân, những cái thành viên trong cộng đồng đó về một số trong những cái thay đổi của cái chính sách xử lý rác thải của thành phố, thì cái ban quản lý vệ sinh đó đã quyết định đưa ra những cái điều chỉnh ha, một số cái điều chỉnh em, adjustment là sự điều chỉnh em ha, sự điều chỉnh. Rồi, đã quyết định đưa ra một số cái sự điều chỉnh ha, một số cái sự điều chỉnh thêm. Rồi, số 1 là gì em? Extra clean recycling bins. Thêm những cái thùng rác tái chế màu xanh lá cây đó thì sẽ có sẵn cho việc mua ở một cái giá là 14 đô. Còn những cái thùng mà màu xanh dương mà muốn mua thêm đó thì bởi vì nó phải accommodate, mình có từ accommodate có nghĩa là chứa đựng đem, chứa đựng ha, chứa đựng, chứa đựng. Rồi, bởi vì nó phải chứa đựng những cái món đồ lớn hơn cho nên nó được bán ở một cái kích cỡ lớn hơn với một cái giá là 16 đô, được không nào? Rồi, số 2, chúng tôi sẽ tính một cái phí tiêu chuẩn cho cái việc thu gom, cho tất cả những cái việc thu gom những cái món đồ mà có kích thước lớn luôn. Tuy nhiên sẽ có một cái sự tăng vừa phải nhất là 15 đô cho mỗi cái món đồ account for, bởi vì inflation là lạm phát đây. Inflation là lạm phát ha. Cô ghi đây nha, lạm phát. Bởi vì lạm phát và một cái sự gia tăng chi phí cho cái dịch vụ, phải không nào? Rồi số 3 mình có từ seniors. Seniors là lớn tuổi đây, những người lớn tuổi ha. Những người lớn tuổi người ta gọi là seniors. Những cái công dân lớn tuổi trên 65 á, và những cái sinh viên mà toàn thời gian luôn. Reside, mình có động từ reside, chính là danh từ, động từ của từ resident đó em. Resident là cư dân, thì reside, động từ đó em, có nghĩa là cư trú ha, cư trú. Hay là sinh sống tại một cái vùng nào đó nha. Đối với những cái công dân lớn tuổi trên 65 tuổi đó, và những cái sinh viên toàn thời gian mà đang cư trú, đang sinh sống ở trong cái giới hạn của thành phố, thì sẽ eligible. Mình có từ eligible có nghĩa là đủ điều kiện hay là đủ tư cách nha. Đủ điều kiện hay là đủ tư cách ha. Đủ điều kiện hay là tư cách. Những người đó đó sẽ đủ tư cách, đủ điều kiện để mà nhận được một cái giảm giá là 25% cho cái dịch vụ và cái sản phẩm xử lý rác ha. Rồi những cái thay đổi này nè sẽ go into effect. Mình có cụm go into effect bằng với lại come into effect ha. Come into effect có nghĩa là có hiệu lực, có hiệu lực đem. Go into effect, come into effect, có hiệu lực. Những cái thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, được không nào? Applies to, áp dụng cho những cái cư dân đăng ký full time trong cái chương trình giáo dục của người lớn, là sinh viên full time đó em. Rồi, a current student identity card, là cái thẻ sinh viên hiện tại đó em, sẽ được yêu cầu xuất trình ha. Rồi, câu 196, câu ai mình có từ exclusively, gặp rất là nhiều luôn, có nghĩa là độc quyền hay là dành riêng cho ai ha. Độc quyền hay là dành riêng cho ai? Câu ai có nghĩa là họ cung cấp một cái dịch vụ độc quyền dành riêng cho cư dân của địa phương, được không nào? Câu 198 mình có từ commend, là khen ngợi nha em. Khen ngợi ha, commend, khen ngợi. Officials có S là danh từ, có nghĩa là quan chức ha. Perform là thực hiện, thực hiện đem. Vậy câu đây có nghĩa là khen ngợi những cái quan chức thành phố về cái công việc mà họ đã thực hiện, được không nào? Họ đã thể hiện ha.